Đây là con chó già nhất thế giới, chó Bobby, năm nay đã 30 tuổi 269 ngày. Năm ngoái nó đã phá vỡ kỷ lục Guinness khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30. Trước đó, kỷ lục chó già nhất thế giới thuộc về một con chó chăn gia súc ở Australia, được công nhận từ năm 1939 với 29 tuổi 5 tháng. Ngày 4 tháng 2, Bobby đã được Guinness trao tặng kỷ lục này. Bobby thuộc giống chó Raffaello do Alentejo, một giống chó thuần chủng của Bồ Đào Nha, chuyên dùng để bảo vệ gia súc. Thường thì giống chó này chỉ sống được từ 12 đến 14 năm. Chúng tôi có thể nêu 3 đến 4 yếu tố giúp nó sống lâu. Trong đó, sống ở nông thôn, gần đồng ruộng, rừng núi, thiên nhiên, rõ ràng là một trong các yếu tố giúp nó sống thọ. Ngoài ra thì nó chưa bao giờ bị buộc dây, bị xích, bị nhốt trong chuồng. Bobby được hưởng tự do hoàn toàn và cảm giác tự do là một yếu tố quan trọng. Và dĩ nhiên, tình yêu thương của chúng tôi đối với nó cũng là một yếu tố nữa. Dù tuổi đã cao, song Bobby vẫn có sở thích đi dạo, bất chấp việc sức khỏe không còn tốt và thị giác cũng kém đi nhiều. Anh Leonel Costa, chủ nhân của Bobby, hy vọng Bobby có thể sống được thêm nhiều năm nữa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn khi nhờ Bobby mà ngôi làng Conqueros đã trở nên nổi tiếng.